Nếu ai trong cuộc đời mình có những lần lầm lỡ, có những sự sai lạc, có những chểnh mảng bê tha, chúng ta đừng tuyệt vọng. Em ơi, đừng tuyệt vọng. Đứng lên. Nhưng mà đứng lên rồi đi đâu? Phải có chánh kiến. Phải biết mình phải làm gì và nghĩ gì. Khi cuộc đời của chúng ta không phải ai cũng may mắn là con ngoan trò giỏi. Cái tiếng con ngoan trò giỏi nó cũng thành là một câu đầu môi chót lưỡi, một câu chúc tụng. Còn cuộc sống này nó để cho chúng ta rất nhiều hệ lụy. Mình thương nhau mình phải nói thật. Chẳng lẽ khen các em: này các cô gái trẻ, bạn xinh ơi, các bạn đẹp lắm, giỏi lắm, tốt lắm sao? Mình hãy thật lòng với nhau nha các bạn. Cho nên 26 em học sinh cá biệt này có những tiểu sử không mấy hay ho. Em thì từng tiêm chích ma túy, em thì cũng từng vào trại cải tạo. Thậm chí có những học sinh một năm phá thai 3-4 lần. Có những em bỏ nhà, có những em cãi cọ với cha mẹ, có những em ăn cắp tiền bạc. Gia đình đều chán nản, buông bỏ. Các thầy cô giáo trong trường thậm chí cũng coi đây là thành phần cá biệt. Nghe chữ cá biệt là muốn bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống đã hết hy vọng, thì một ngày kia, cô giáo mang tên Phila mới về trường, tình nguyện làm chủ nhiệm những đứa trẻ hư hỏng này. Lạ thay, những con người nhiệt tâm lại là những người thuộc về tuổi trẻ. Những người tuổi già, họ muốn yên ổn, sức khỏe không cho phép, nói lớn không nổi, đi đứng mau mỏi chân, ngồi không nổi, nóng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương. Chỉ có tuổi trẻ thôi à, dấn thân, chịu đựng và phụng sự. Cô giáo Phila đã bước vào lớp và xin tự nguyện phụ trách những đứa bé hư hỏng này. Khác với suy đoán của bọn trẻ ngay đầu tiên nhận lớp, Phila không hề quát nạt ra oai. Đây là bài học. Càng sống với nhau, hiểu nhau, chúng ta hãy lắng nghe nhau. Cha mẹ cũng vậy nha. Mai mốt các con cũng sẽ làm cha mẹ. Các con cũng sẽ quát nạt và ra oai. Và nó không còn phù hợp với cái giai đoạn công nghệ viễn thông lên đến đỉnh cao nữa đâu. Các con cũng vậy mà, thông minh có thừa, đâu có muốn ai quát nạt mình nữa đâu. Thì cô giáo này đã vào lớp nhẹ nhàng. Cô dịu dàng nhìn xuống đám trẻ rồi cất tiếng: bây giờ cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của 3 người đàn ông khác nhau. Người thứ nhất từng có những vụ bê bối về lối sống, lại rất mê tín dị đoan, hút thuốc nhiều, uống 10 ly rượu mạnh mỗi ngày. Người đàn ông thứ hai, 2 lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và tối nào cũng quất 1 ly rượu. Ông ta từng hít thuốc phiện khi còn là sinh viên. Còn người thứ ba, xem như là anh hùng trong cuộc chiến tranh của đất nước, không bao giờ hút thuốc, thỉnh thoảng mới uống rượu. Có uống bia nhưng không nhiều. Thời thanh niên chưa từng phạm pháp và chẳng có một vụ tình ái bê bối nào. Kể xong, cô giáo hỏi: trong 3 người, ai là người có cống hiến nhiều nhất cho nhân loại? Nào các bạn trả lời luôn. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, người nào cống hiến nhiều nhất cho nhân loại? Tất cả các bạn trong lớp cũng đều trả lời như các con. Nhưng cô giáo Phila đã làm cho các bạn trẻ chết lặng người. Các con thân mến, cô biết rằng các con sẽ chọn người thứ ba, bởi vì ông không hút thuốc, không rượu bia, là anh hùng trong cuộc chiến tranh đất nước. Anh ta không phạm pháp, không có những cuộc tình lăng nhăng bê bối. Và ai cũng nghĩ rằng ông ta cống hiến nhiều nhất cho nhân loại. Nhưng các em ơi, đừng nên chủ quan như vậy. Bởi vì 3 người này đều là nhân vật nổi tiếng trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Người thứ nhất chính là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí rất kiên cường. Mặc dù ông ta có những cái
thói hư tật xấu như vậy, nhưng sau này đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Nhưng mà ông là một người bê bối, ông ta uống rượu rất nhiều, và thời trẻ là còn là tin thầy cúng, mê tín dị đoan. Nhưng vấn đề là anh ta đứng lên thay đổi lối sống lúc nào để trở thành một vị Tổng thống Mỹ có 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Một nhiệm kỳ qua nhiệm kỳ thứ hai là thấy trầy trật lắm, chứ đâu đơn giản 4 nhiệm kỳ. Người đàn ông thứ hai đó là ai? Winston Churchill, vị thủ tướng nổi tiếng tài ba nhất trong lịch sử nước Anh. Một người cũng là rất là nhiều vấn đề trong đời sống, thậm chí đã từng ma túy, cờ bạc, rượu chè, nhưng trở thành thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh. Còn người thứ ba, tử tế lắm, anh hùng trong các cuộc chiến, đó là Adolf Hitler. Một con ác quỷ phát xít Đức cướp đi sinh mạng hàng chục triệu người dân vô tội. Các con vỗ tay như vậy là các con hiểu rồi đó. Những điều gì ta nói chỉ là trong quá khứ. Còn sự nghiệp, đó là khi con người ta đã thoát ra khỏi cái quá khứ âm u. Những ngày tháng trầm cảm, buồn phiền, trách móc cha mẹ và cuộc đời, nó trở thành quá khứ. Tất cả mọi thứ phải được xác lập từ hôm nay, khi con được quỳ dưới chân Phật. Hôm nay con xin đến cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa, cúi xin Đức Thích Tôn thương tình mà xa tội cho con. Đời con lầm lỗi, thành tâm đê quý và con xin hứa xa hết lỗi lầm, thành tâm nói gương của Đức Thích Ca. Và thật bất ngờ, sau câu chuyện đó, rất nhiều học sinh đã thành đạt trong cuộc sống. Bởi vì ai cũng có quá khứ. Thương nhất là những người mặc cảm, tự ti với quá khứ tội lỗi và tự đánh mất đời mình. Sư muốn nói với các em rằng thánh nhân cũng có quá khứ các em ạ. Angulimala từng giết đến 999 người, tạo thành một cái sợi dây chuyền có 999 ngón tay, và tính tìm người thứ 1000 thì dân chúng trốn mất hết, không còn ai để đủ cái số dây chuyền 1000 người. Quay về để giết mẹ thì gặp Đức Phật. Đức Phật chỉ nói một câu thôi: ta dừng lại từ lâu, chỉ có con là chưa dừng lại mà thôi. Chỉ một câu vậy thôi mà Angulimala trở thành sa môn tu hành đắc A-la-hán quả, trong khi cuộc đời đã từng dí tạo ác nghiệp, giết cả ngàn người dưới bàn tay đẫm máu. Như vậy đạo Phật cho chúng ta một niềm tin trong chánh pháp, rằng không có số phận đen tối nào quy định đời sống của chúng ta. Cô giáo Phila tâm sự: tôi có ngờ đâu cái câu chuyện về ba nhân vật trong đại chiến thứ hai mà 26 học sinh cá biệt ấy sau này có em trở thành bác sĩ tâm lý cực kỳ giỏi, có người trở thành là chánh án tòa án, và thậm chí có người trở thành nhà du hành vũ trụ. Nhưng phải kể đến
Robert Harrison, cậu bé nhỏ nhất, quậy nhất trong lớp, trở thành giám đốc tài chính của thành phố World. Và đó là những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời tôi, rằng hãy nâng đỡ bước chân của nhau. Không ai là người xấu hoàn toàn, và không ai là người tốt và tốt mãi. Ai cũng có những lúc vấp ngã và sẽ có những lần lớn khôn, thưa các bạn. Như vậy, tại sao sư kể câu chuyện này? Quá nhiều bạn mất niềm tin trong cuộc sống. Nhìn trên mạng xã hội, mất niềm tin. Thấy cuộc sống cha mẹ ly thân, ly hôn, mất niềm tin. Cuộc sống nợ nần, buồn khổ, mất niềm tin. Thi rớt lên, rớt xuống, mất niềm tin. Mất người yêu, mất niềm tin. Bệnh tật, cảm thấy rằng là tuyệt vọng, mất niềm tin. Có nhiều kiểu lắm. Nhưng mất tiền là chẳng mất gì hết. Mất danh dự là mất nửa cuộc đời. Mất niềm tin là mất tất cả. Cho nên tất cả chúng ta phải khẳng định niềm tin là tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời, nhất là niềm tin chánh pháp. Đó là chuyện của cô giáo Phi La. Bây giờ chuyện của tuổi trẻ của chúng ta. Quá nhiều nghiên cứu và thực tế cho thấy các bạn, đặc biệt là thế hệ Gen Z này nè, hầu như là thuận lợi dễ dàng hơn thời của các sư đi học hồi xưa nhiều. Các bạn có biết cái thời mà sư đi tu đó, cái thời bao cấp đó. Sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, chiều ăn cháo. Thức ăn á, cho một cái tu viện 300-400 người, không có tàu hũ, không có rau xanh, cùi cải, vỏ dưa, gọt sạch sẽ, ngâm muối kho lên. Làm gì mà có Maggi, nước, luộc rau bắp, bắt đầu nêm muối vô, làm nước tương chan ăn. Những cái giai đoạn như vậy làm gì mà biết tới điện thoại. Nhưng đó là cái thời xưa. Còn thời nay, mọi thứ đều sẵn sàng. Nhưng các bạn có biết không, tất cả những thứ các bạn đang có đó, nó cũng sẵn sàng, nó thuận lợi. Nếu ngày xưa muốn làm một cái luận văn, một cái bài tập phải vào thư viện, thì bây giờ cái điện thoại chỉ nhỏ bằng cái bàn tay thôi là nó chứa hết cả một cái từ điển bách khoa toàn thế giới ở trong đó. Nó quá dễ dàng. Nhưng mà tại sao lại lấy đi năng lượng của chúng ta nhiều như vậy? Bởi vì smartphone quá dễ thương, đa dạng, thông minh, nên mở mắt là tìm điện thoại, nhắm mắt trong tiếng điện thoại đang nói và nhảy múa. Ta bị chi phối, hoang mang, không xác định được mục tiêu cuộc sống, bởi vì đó là thế giới ảo. Ta nương vào đó mà không có chánh kiến, ta tự đánh mất đời ta nha các bạn. Sư thử rồi, sư từng theo dõi điện thoại rồi, và sư cảm thấy rằng phải đi kiếm nó. Và sư biết rằng đó là một sức mạnh vô hình đánh mất năng lượng của chúng ta. Chánh kiến là ở chỗ phải biết mình đang làm gì. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội hiện nay cũng làm cho các mối quan hệ của chúng ta mờ đi. Chúng ta tin vào các mối quan hệ ảo, những lời gian dối trên điện thoại. Chúng ta tin và làm cho con người cô đơn, trống trải. Có thể nói thế kỷ 21 là thế kỷ của sự cô đơn. Cha mẹ không thấu hiểu con không thấu hiểu cha mẹ. Nhiều nỗi đau, nhiều tổn thương lớn lao. Cho nên sư muốn nhắc lại, điều thứ nhất là niềm tin. Ta phải xác định, tin vào bản thân ta, tin vào chánh pháp, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cho dù ta sanh ra trong một cái giai đoạn công nghệ AI đi chăng nữa, thì hãy nhớ rằng các bạn về khóa tu mùa hè tại chùa, tức là dưới ánh tuệ giác của Đức Thế Tôn. Mà Phật là gì? Là Buddha. Buddha là gì? Đại giác ngộ, là chánh niệm tỉnh giác. Ta là con của bậc đại giác ngộ mà ta không sáng suốt, ta không chánh niệm tỉnh giác, ta bị một cái công cụ bằng máy nó đang điều khiển chúng ta. Xem coi một tuần lễ tu tập, ai nhớ điện thoại nhiều nhất thì tự biết sự lệ thuộc của chúng ta đối với một công cụ máy móc
vô hồn. Nó chỉ thông minh nhưng nó không có tình người. Thử kiểm tra xem chúng ta có nhớ điện thoại chưa? Có nhớ chưa? Cho một tràng pháo tay. Sư nghe lời phân tích của một giáo sư đại học. Gen Z thương lắm nghe. Đang sống trong một thế giới định nghĩa bằng P-A-I-D. Trong đó P là pressure, áp lực. A, always, luôn luôn kết nối với điện thoại. Và I, information overload, bội thực thông tin. Và cuối cùng là D, distracted, phân tâm. Các bạn không còn chánh niệm nữa. Bốn yếu tố đang chi phối giới trẻ chúng ta: áp lực, kết nối điện thoại 24/24, bội thực thông tin và đưa đến sự phân tâm. Mà tại sao Đức Phật thành Phật, các con có biết không? Chánh niệm, định tâm, còn chúng ta phân tâm, khổ đau và bị thế giới của ma vương chi phối. Không có sung sướng gì đâu nha. Sư khuyên thật tình đó. Năng lượng nào đốt cháy tình người? Chính là chúng ta để chúng ta máy móc chi phối, điều khiển chúng ta. Thế giới này có thể không có tôn giáo, thậm chí không có thiền định, chưa chết, nhưng không có tình thương, ta sẽ cô đơn, ta sẽ chết và tệ hơn thời đồ đá. Vậy chuyện của các bạn chính là chuyện lệ thuộc smartphone. Chuyện thứ hai, thế hệ này, các bạn trẻ, sao mà cô đơn quá vậy? Và do vậy, nhiều căn bệnh đã phát sinh từ tâm. Cho nên trào lưu bây giờ là trào lưu chữa lành. Không chỉ trên các diễn đàn mạng xã hội, trong cà phê, tán gẫu, lúc nào cũng chữa lành, lúc nào cũng healing, healing. Khái niệm chữa lành nhắc tới ngày một nhiều, gắn với giới trẻ, nhất là Gen Z. Thậm chí còn lọt top 100 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Các bạn bệnh gì mà chữa dữ vậy? Bệnh lây lan, bệnh phong trào. Và healing của các bạn bây giờ coi chừng cũng trở thành một xu thế. Xu hướng này phản ánh sức khỏe tinh thần của các bạn. Giống như Đức Phật đã từng dạy, ta thấy trên đời này, người không mắc bệnh về thân 5 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm, thậm chí không uống viên thuốc nào, có. Nhưng ta chưa từng thấy ai không mắc bệnh về tâm, ngoài trừ các bậc A-la-hán và các thánh đệ tử. Cho nên tất cả chúng ta đều mắc bệnh về tâm. Mình chữa lành phải biết làm cách nào để chữa lành. Đó, nãy giờ sư nói mấy điều rồi đó. Niềm tin chánh pháp, tin vào bản thân mình, sống có chánh kiến, không lệ thuộc cái đã qua. Hôm nay là bắt đầu, cái cho hôm nay. Cái gì đã qua cho nó vào quá khứ. Có người làm khổ nhau, hành hạ tâm trí bằng quá khứ. Du lịch trải nghiệm, healing, bỏ phố về rừng, healing, picnic chữa lành, họp mặt chữa lành, podcast chữa lành, âm nhạc chữa lành, phim ảnh chữa lành. Ôi chào ơi, các con đang bị cái gì vậy? Đây, chúng ta nè, đi chùa, thiền tập, nghe pháp, đó là điều chúng ta cần làm hôm nay. Không phải là sư đi tu năm 20 tuổi mà bây giờ sư nói vậy. Sư chữa lành được cho nhiều người và chữa lành cho chính mình. Cuộc đời mình nhỏ lớn không có vấp những cái tội lỗi gọi là trọng tội, nhưng có đau khổ. Và đó là bệnh chung của nhân loại. Nhờ lời Phật dạy, mình vượt lên những nỗi khổ niềm đau. Ví dụ, sư nhỏ lớn lên, may mắn chưa có từng giết con gì là nó đi tu rồi, không có quả báo về sát sinh. Ủa nhưng mà sao mình vẫn bệnh cả?
Đức Phật dạy người bệnh nhiều á, sát sanh nhiều, hại vật nhiều. À, đây là một kiếp sống của quá khứ. Tiếp tục sám hối, không trách móc. Rồi mình không có buồn, nhưng mà rồi người thân chết mình buồn không? Buồn chứ. Nhưng đó là luật vô thường, nhà ai cũng có người chết. Vấn đề là sống như thế nào để một ngày sống có giá trị. Còn không sống trăm năm mà chẳng có giá trị gì. Vượt qua nỗi khổ niềm đau đều bằng từ lời Phật dạy. Cho nên chữa lành bằng nghe pháp, bằng thiết lập chánh kiến để biết sống như thế nào. Còn giảm bớt đi những chuyện picnic họp mặt và lấy cái chữ healing để làm đề tài che mắt thế gian. Bỏ bớt. Hãy xác định bắt đầu mọi thứ từ chánh kiến. Nếu vết thương trên tay, dùng thuốc để chữa. Đau bụng, uống thuốc. Đau mắt, chữa mắt. Nhưng bệnh về tâm, ai thò tay vào tâm các con? Chính các con phải biết mình đang nghĩ gì, đau khổ vì điều gì, bế tắc vì sao. Có phải vì tham muốn nhiều quá không được mà buồn không? Có phải vì là muốn ôm giữ cái gì đó mà nó mất nên buồn không? Có phải vì một mối tình vác vai bao nhiêu năm mới sắm được, bây giờ mất rồi nên buồn không? Toàn là những chuyện vô thường đến đi. Nếu nhớ được điều đó, ta tự chữa lành cho tâm ta. Hãy chánh niệm, định tĩnh để nhận ra lối sống thực sự của chúng ta là gì. Đừng chữa lành bằng những cái cảm giác giả, bằng điệu nhạc an yên, rồi chúng ta đều sống bằng ảo tưởng hết. Hãy tập làm chủ cảm xúc của mình, hình thành các kỹ năng làm chủ cảm xúc. Tập như vậy, lắng nghe cơ thể, tâm hồn mình và lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên. Còn các bạn hãy khi nào mưa đó, dừng lại hết nghe mưa rơi. Khi nào đi đâu có tiếng suối chảy, đừng nói chuyện nữa, ngồi yên nghe tiếng nước đi. Nghe tiếng gió, nghe tiếng chim, tiếng mưa, tiếng suối, nó chữa trị cho ta. Tại vì hãy trả mình trở về cái trạng thái tự nhiên khi chưa mang chấp quá nhiều. Tham nhiều, sân nhiều, si nhiều. Kháng thể tinh thần là niềm vui sống lành mạnh. Chúng ta toàn dùng những lời lẽ rất là lý thuyết và những cái từ bắt chiếc nhau để gọi là chữa lành. Mà có biết chữa lành là gì đâu. Muốn chữa lành, hãy tập làm sạch cái tâm, thanh tịnh cái khẩu, cái thân này. Làm theo lời Phật dạy, không giết hại. Con vật không làm đau đớn, chẳng lẽ nói làm tổn thương người ta? Không trộm cắp, không tà hạnh, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Đó là năng lượng kháng thể cho một đời sống có niềm vui thật sự. Cho niềm vui đến mà mình toàn là đợi hát rồi vỗ tay rầm rầm là vui hả? Đó là cái bên ngoài. Nó phải đến từ gốc tâm. Gốc tâm muốn vui phải bằng tâm trong sạch, khẩu trong sạch, thân trong sạch. Hãy tạo ra kháng thể cho nhau để hóa giải những tư tưởng chán ngán và mệt mỏi mà tiếp nguồn sống cho nhau. Như hỏi các bạn có nhớ điện thoại chưa? Các bạn nói chưa. Đó là một nguồn sống dạt dào, tích cực, làm cho sư rất là hạnh phúc. Và các bạn cũng hạnh phúc nữa. Chúng ta đang dùng năng lượng tình thương của nhau mà không dựa vào những cái yếu tố vật chất tầm thường đang chi phối thế gian. Cho nên mình phải sắp tấn tinh thần cho nhau. Sư nhớ hồi nhỏ đó, một thầy giáo dạy cho sư, cho cả lớp một cái bài hát. Mà sư quên rồi, sư nhớ có một câu ạ. Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi, phải dùng bàn tay mà làm cho tươi mới. Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau, nghi ngờ nhau, khích bác nhau cho cay, cho sâu, cho thật đau. Không phải là lúc ta ngồi mà gãi chân, không tin nơi nhau, thế ta định nhờ ai dắt đầu. Thế giới ngày nay không còn ma quái,
Thần tượng tan rồi, còn anh với tôi, chúng ta đi tới bằng tấm lòng này thôi. Thế giới này không có những cái chuyện mê tín, ma quái, mà chính chúng ta phải tin nhau, nâng đỡ bước chân nhau. Nếu chỉ có một nhóm người này tốt thì tất cả số lượng người xấu sẽ đánh gục ngã chúng ta. Tất cả chúng ta phải nâng bước nhau mạnh mẽ lên. Giống như chuyện con voi khi còn trẻ rất mạnh, lúc về già nó yếu đi. Một hôm voi ra bờ ao định uống nước thì rủi thay, chân xa lầy không rút khỏi bùn. Có người đến nơi nhận ra đó là voi chiến, cho nên bắt đầu làm như là xuất trận, khua chuông chống ầm lên. Voi rất hăng hái, cố gắng rút chân ra khỏi được đầm lầy. Câu chuyện này bật lên Đức Phật. Đức Phật dạy rằng các con hãy noi tấm gương đó mà cố gắng. Con người ai cũng từng bị xa lầy bởi đầm lầy dục vọng của vòng luân hồi. Hãy mạnh mẽ bước ra bằng sự thanh tịnh của thân khẩu ý, tự lo cứu lấy mình ra khỏi đường tà của chúng sanh. Cho nên Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, hãy tự thắp ngọn đuốc lên mà đi. Đó là ngọn đuốc của chánh pháp. Đừng nương tựa vào pháp nào, hãy là chỗ nương tựa của chính mình. Đó là chánh pháp. Thì với những cái khóa tu, các thời pháp, xác định niềm tin chánh pháp cho các con. Ai nói gì thì nói, các con phải giữ giới, không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh, yêu đương gì cho đàng hoàng tử tế. Hôn nhân rồi đã có, đến hôn nhân rồi có vợ, có chồng, có con, có cái. Đừng vội vã sống gấp, sống vội phá thai. Đừng dối gian lừa gạt, bỏ rượu chè cờ bạc. Các con có niềm vui, chứ không phải là cầu xin rồi niềm vui sẽ rơi vào bàn tay mình. Mấy năm gần đây các con, các nước Âu Mỹ đã tiến hành đưa thiền tập vào trong các trường học. Và họ thấy thiền chánh niệm đã làm cho học sinh, sinh viên của họ tốt lên rất nhiều. Các con bây giờ làm sao đây? Giảm bớt các cái hoạt động hướng ngoại, những trò chơi dưới danh nghĩa healing, mà thật ra chỉ là mua chuốc thêm những điều phức tạp. Bởi vì ai là bậc thầy để dắt dẫn các con chữa lành đây? Còn túm vào nhau, mỗi bạn chia sẻ những điều tối tâm. Bên kia phá thai mình chưa phá, vậy cũng còn tốt, tiếp tục phá. Bên kia trộm cắp của cha mẹ mình chưa về lây lan. Những cái mạng xấu xa mà đều dưới danh nghĩa chữa lành. Cho nên có thể nói rằng các con hãy bắt đầu tập sống trong chánh niệm, tức là giảm chế cái vấn đề hướng ngoại, quay trở về chính bản tâm mình để xem mình đang nói gì, suy nghĩ gì, làm gì. Có kiến thức chân chánh, các con không bị mê hoặc, không bị lôi cuốn vào con đường ngoại đạo tà giáo. Bây giờ tà giáo khắp nơi, các con thấy không? Thấy sống như vậy chứ mà địa ngục trần gian. Vì vậy phải để cho cái kiến thức chân chánh dưới tuệ giác của Đức Phật, mình mới không bị sa đọa. Các con đừng có quá tin tưởng vào mạng xã hội nhé, nhiều thứ lắm. Mình phải có một bậc minh sư soi được, không thể lấy cái smartphone làm minh sư của đời ta được. Nhớ như vậy. Thứ hai, suy nghĩ chân chánh để không xa vào con đường đen tối. Thứ ba, lời nói chân chánh, lợi mình, lợi người. Thứ tư, hành động chân chánh, lợi ích cho người, cho mình, tạo ra phước báo, hạnh phúc. Thứ năm, sống chân chánh thì không bị người khinh rẻ chê bai, được mọi người mến mộ. Tức là nghề nghiệp mình chân chánh à, mình không sống bằng những cái nghề buôn bán ma túy, vũ khí, trộm cắp, thì ai cũng cung kính mình, cho dù mình là một người lao công quét rác,
Một người là nhặt ve chai, nhưng mà mình có đạo đức thì người ta vẫn yêu quý mình, chứ không phải đồng tiền mà mở mắt thế gian được. Và chúng ta siêng năng chân chánh như vậy, hình ảnh của các bạn như thế này, dù cho trong nước, ngoài nước, trên toàn mạng xã hội ai cũng phải tán thán. Giới trẻ ngồi nghe pháp chánh niệm như vậy, không cờ bạc rượu chè, không trộm cắp, không tà hạnh, không dối trá, đẹp như vậy. Đó là hình ảnh tinh tấn trong chánh pháp. Thế rồi bây giờ rời khóa tu thì làm điều gì chân chánh lợi người lợi mình, các con hãy làm. Còn không bỏ, đừng tiếc nuối. Suy nghĩ cái gì đã qua là bỏ, đừng bao giờ đem nó ra mất thời gian của chúng ta hôm nay. Quá khứ không truy tìm, tương lai chưa đến mà ngồi nghĩ chi cho nhiều, thẫn thờ ra. Đó nó thuộc về yếu tố chánh niệm. Mà từ cái chánh niệm, chánh định đó, ta mới có trí tuệ. Mà về tu, cuối cùng là phải chân chánh trong mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm. Và con người ta nếu không tu tập, cái thế giới tốc độ ra, sống nhanh, sống gấp, con người ta sân si dữ lắm. Sư nhớ câu chuyện về một đệ nhất kiếm thủ trong lịch sử Anh Quốc, tên là Omar. Ông có một địch thủ ngang ngửa với mình. Hai người đấu với nhau 30 năm, bất phân thắng bại. Đây là người ta đấu kỳ phùng địch thủ, thắng là thắng cho ngon lành, không thôi, không đánh lén. 30 năm mà bất phân thắng bại là các vị cảm thấy cái tinh thần của họ mạnh mẽ như thế nào. Trong một lần quyết đấu, địch thủ Omar bị ngã. Omar đưa sát kiếm vào người, trong tích tắc có thể giết chết địch thủ, đúng không? Nhưng lúc đó đối thủ đã nhổ nước bọt vào trong mặt Omar. Tức là trước khi tao bị mày giết, tao phải nhổ nước miếng vô mặt của nhà ngươi. Nhưng mà Omar ngay lúc đó dừng kiếm lại và nói, ngày mai chúng ta đấu tiếp. Mà thắng rồi mà cái ông địch thủ còn nhổ vô mặt mà dừng kiếm lại. Đó là cái khả năng con người ta chánh niệm lên đến đỉnh cao. Còn mình tạp niệm, điên cuồng. Các vị biết sao không? 30 năm qua, Omar tĩnh tâm tu tập, không để mình chiến đấu trong cơn tức giận. Cho nên tôi thường chiến thắng. Anh nhổ nước bọt vào mặt tôi nổi nóng, tôi giết chết anh, thì coi như tôi không bao giờ còn cảm giác chiến thắng nữa. Luôn luôn chiến thắng bởi vì bình tĩnh. Mà bây giờ mình sân si mà mình đối xử trong cơn sân, đó là thất bại. Nhớ câu chuyện này. Cho nên chúng ta hãy bắt đầu trận đấu vào ngày mai. Nhưng trận đấu đó không bao giờ có nữa. Vì đối thủ của ông ta kể từ ngày hôm đó đã trở thành học trò của ông. Tôi cũng muốn luôn luôn trong mọi trận chiến của cuộc đời, thăng trầm vinh nhục, tôi luôn sống với tâm niệm bình thản. Điều này các con phải tu tập, phải giữ giới, phải nghe pháp, phải lắng nghe tiếng của thiên nhiên và hơi thở của lòng mình. Không có dễ đâu. Sắp hết giờ rồi, bây giờ nói chuyện tình yêu thời đại 4.0. Thời đại 4.0, tình yêu đẹp lắm, nhưng hầu như những lá thư tình đều là viết tắt trên smartphone. Tình yêu thời đại 4.0, hãy nhìn cho rõ vấn đề. Hạnh phúc hay khổ đau, mọi vấn đề đều bắt đầu bằng chánh kiến. Con người ta làm cái điều gì đó mà vẫn cảm thấy mình đúng, mình hay, mà không trên cơ sở chánh kiến, đó là bản ngã nghe. Mà đạo Phật vô ngã mới là niết bàn, mới là tuyệt vời. Cho nên mình càng tu tập, mình càng khiêm tốn. Háo thắng bao nhiêu rồi sẽ thất vọng bấy nhiêu. Mà bây giờ các bạn có hai cái tiếp. Một tiếp người đó thì luôn luôn thể hiện mình thành công, mình tuyệt vời. Và một tiếp là rút mình vào trong bóng tối.
chứ có rất ít người sống trung đạo. Một tiếp thì cứ vinh vinh lên, cỡ nào cũng thấy mình số một. Một tiếp thì rút lại, mặc cảm, tự ti. Đức Phật dạy chúng ta hãy sống trên con đường trung đạo. Nghĩa là sao? Học tất cả những cái hay, tu tập rèn luyện những cái tốt, cái hay cho đời sống của mình. Có những điều chưa hợp lý, chưa tốt đẹp, ta sám hối, ta chuyển hóa, ta thay đổi. Ta không nên cố chấp đâu là tuyệt đối trên thế gian này. Cho nên thế giới ngày nay, nếu các bạn muốn có hạnh phúc, hãy tập ngồi như vậy và suy nghĩ về chính mình. Đừng lấy cái bên ngoài, cái ồn ào, cái hoạt náo. Tất nhiên chơi thì phải hoạt náo rồi đó, khóa tu là phải vui rồi đó. Nhưng phải có những lúc ta ngồi ta nghe tâm ta, hơi thở ta, suy nghĩ của ta. Trong một ngày bao nhiêu lời nói đem lại công đức, bao nhiêu lời nói đem lại sự khổ đau, bao nhiêu việc làm lợi ích cho người, cho mình, bao nhiêu việc làm cho mẹ khóc. Ta phải suy nghĩ. Ta đừng tuồn theo cái dòng sống ở bên ngoài mà cái thế giới ảo nó đã lấy hết năng lượng của ta rồi. Do đó sư rất mong từ khóa tu cho đến trở về, cần gì mà 2.000 bạn, trong số này chỉ cần 100 bạn hay 50 bạn, thậm chí 20 bạn biết sống nội quán thôi là đất nước non sông đã được nhờ rồi nha các bạn. Đó là sự thật. Nghĩ về mình, suy xét lời nói, ý nghĩ, việc làm, những gì mình tiếp thu nè, mình có biến thành tinh hoa cho hoa vẫn nở trên đường quê hương không? Mình là thế hệ trẻ, mùa xuân của xã hội, tri thức của cuộc đời. Nhớ như thế. Bây giờ nói chuyện tình yêu, tất cả các bạn đều để cảm xúc lấn chiếm. Gặp nhau là tinh tú, quay cuồng. Bắt đầu là bốn mắt nhìn nhau cái đã. Bốn mắt nhìn nhau thì sao ta? Thì sao ạ? À chớp chớp. Thì đây, khi các bạn nhìn nhau rồi, do cảm xúc, do không làm chủ được mình, nó dẫn dắt chúng ta đưa đến vấn đề chiếm hữu. Vì đó là cái tính chất, cái lòng tham của con người. Do đó, một lần nọ, một cô gái trẻ, một chàng trai yêu nhau tha thiết. Và họ như hai ngọn nến. Mỗi ngọn nến đều có ánh sáng rực rỡ riêng. Tức là chàng cũng tuyệt vời mà nàng cũng rất là xinh đẹp. Hai người muốn ở bên nhau, chiếu sáng cho nhau. Nghĩ rằng tình yêu sẽ mạnh mẽ hơn nếu cả hai cùng bùng cháy sáng. Một ngày kia, họ quyết định đứng gần đến mức ngọn lửa của họ chạm vào nhau. Ban đầu, lửa sáng hơn, rực rỡ hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhận ra rằng sự gần gũi như vậy làm cho hai ngọn nến đều tan chảy. Lo lắng và buồn bã, họ tách nhau ra, giữ một khoảng cách vừa đủ. Ánh sáng ngọn nến này chiếu ánh sáng ngọn nến kia, không làm tan chảy nhau, mà lửa của đối phương vẫn sáng ngời và bền vững. Tự nhiên họ lại cảm nhận sự ấm áp và yên bình. Hai người nhận ra tình yêu chân chánh không phải hòa vào nhau một cách cực đoan, sự chiếm hữu bởi lòng ái dục. Hãy giữ cho nhau có không gian để phát triển và tỏa sáng. Tình yêu thời trẻ cũng vậy thôi, đam mê cho nhiều, lấy hết năng lượng của nhau, đốt hết cả sự nghiệp, học hành và nhiều vấn đề hệ lụy xảy ra. Đó là bài học đầu tiên. Lúc đó đó nha, bạn trai không có đi giữ bạn gái đâu, bạn gái đi giữ bạn trai. Mình đâu còn khoảng cách gì cho người ta phải mong đợi và muốn tìm hiểu nữa. Bây giờ là bạn gái phải đi gìn giữ bạn trai và ngày đêm sợ mất, học hành không yên, nhắn tin suốt ngày.
sự nghiệp tan rã, ngọn nến suy tàn. Cho nên, bài học đầu tiên nói về tình yêu của các bạn. Sư mong các bạn giữ khoảng cách cho nhau. Tình yêu sẽ bền vững để có không gian để phát triển, hoàn thiện việc học, sự nghiệp và tương lai của những đứa con. Câu chuyện thứ hai cũng nói về tình yêu. Một chàng trai quá giàu có, đẹp trai, con nhà danh giá, yêu cô bạn gái xinh xắn dễ thương như tiểu thơ. Chàng trai cung cấp tất cả những gì bạn gái yêu cầu. Chỉ cần mà hơi nhăn mặt một cái thôi là bạn trai đã hiểu ý rồi. Cho nên cô bạn gái nói: "Thưa sư, con có một tình yêu lý tưởng." Là vì con chỉ cần nói: "Anh xem kìa, cái áo đầm kia thật xinh." Thì sáng hôm sau thôi, cái áo đầm đẹp hơn đã nằm trong phòng của con rồi. "Anh à, sắp thi rồi đó, em muốn ăn gì?" Lý tưởng quá mà, tuyệt vời quá mà. Nhưng cái câu chuyện bạn gái tâm sự với sư đó, sư đấy không biết bạn có để ý cặp mắt của ba mẹ bạn trai nhìn mình không? Người ta luôn luôn thích cái sự vừa phải, chừng mực. Và nhất là bây giờ con người ta phải mở tâm từ bi. Có rất nhiều con người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Sư hôm vừa rồi lên giảng ở khóa tu mùa hè, chùa Hương Lâm ở Lộc Ninh, Bình Phước. Trong cái chuyến giảng đó thì sư đến chùa sắp lớn. Các vị sư đã dạy tiếng Khmer cho 300 học sinh Khmer. Mà phần thưởng cho 300 em là 300 hộp sữa bằng giấy và 300 cuốn tập. Vui mừng vô cùng. 300 cuốn tập, 300 cái hộp sữa bằng giấy. Có thế thôi. Cuộc sống bây giờ khó khăn lắm. Đừng nên hưởng thụ quá nhiều. Bởi vì mỗi một con người vào đời có một cái khối tài sản cứ coi như bằng bàn tay. Rồi cứ mài dần đi. Đến khi chúng ta trưởng thành, nghèo, xài hết rồi. Xài của ai không biết. Đừng nói của cha mẹ hay của người yêu nha. Cứ sử dụng là đốt phước. Chiếc bình nước và hạt giống. Chiếc bình nước luôn tự hào là luôn cung cấp nước cho hạt giống. Hạt giống thì khao khát trở thành một cái cây xanh tốt. Một ngày kia, chiếc bình nước quyết định tưới tẩm cho cái hạt giống này. Và như thế nào? Ban đầu hạt giống vui mừng lắm, đâm chồi, nảy lọc. Nhưng dần dần, nước tưới quá, quá nhiều, hạt giống úng và chết. Cho nên tôi biết bạn rất yêu thương tôi, muốn tôi tốt, nhưng bạn đang làm tôi ngập úng. Chỉ cần một lượng vừa đủ thôi để có thể phát triển mạnh mẽ cho nhau. Hãy biết ơn nhau, chừng mực, tôn trọng nhau thì mọi tình yêu nó mới bền vững và lâu dài.